Có một món cháo rất là bổ dưỡng mà ăn lại mát, giúp bé đang bị sốt nhanh hạ, mau khỏe, tăng cân tốt hơn, hay là ai bị ốm cũng nhanh phục hồi hơn nữa. Thực ra thì nó không phải là món gì quá xa lạ đâu, chính là món cháo bồ câu đậu xanh hạt sen. Nhưng mà món này để nấu sao cho ngon và thơm bùi, lại giữ được dinh dưỡng trong thịt bồ câu thì cũng cần phải có thêm một xíu gọi là bí kíp đấy. Nếu mà thiếu ấy thì sẽ khiến cho món cháo bổ dưỡng như thế này bị hao hụt chất hoặc là không ngon thì rất là tiếc. Cách làm là mình sẽ phi thơm hành hoặc là có hành tăm là chuẩn nhất nha. Nấu món này cũng không thể thiếu gừng. Mình cho bồ câu đã làm sạch và cắt miếng vừa, cho vào nồi xào săn thì thịt bồ câu sẽ cực kỳ thơm nha. Mình sẽ thêm vào một xíu gia vị nữa để xào cho thịt được ngấm đậm đà hơn. Rồi mình sẽ cho hạt sen, đậu xanh đã ngâm rửa sạch vào. Muốn cháo thơm bùi thì mọi người nhất định phải dùng đậu xanh cả vỏ nha. Rồi thêm nước, mình đun sôi. Nấu liu riu chừng 25 phút, sau đó thì mình sẽ gắp thịt bồ câu ra để nguội. Để nấu cháo nhừ mà nhàn thì mình sẽ dùng tới nồi hầm cháo. Bộ này có cả khay hấp để mọi người có thể hấp đồ ăn song song rất là tiện. Cái này có thố sứ chính dung tích tận 2 lít, lại còn kèm thêm cả 4 thố sứ nhỏ 0,4 lít như này. Hôm nào mà nấu lượng ít thì mình có thể dùng, hoặc là nấu 4 món khác nhau hay là chưng yến rất là tiện. Bộ đầy đủ như thế này mà giá đang được ưu đãi chỉ còn có 600 mấy thôi. Ai cần có thể tham khảo link sản phẩm ở ngay góc trái video nha. Nay nấu cháo thì mình sẽ dùng thố 2 lít. Bí quyết để cháo được ngọt ý, là mình sẽ lọc lấy cái phần nước hầm thịt bồ câu vừa nãy cho vào hầm cùng. Rồi mình bấm dọn nấu cháo để đó cho nồi tự nấu. Tranh thủ thì mình sẽ lọc lấy cái phần thịt bồ câu. Bồ câu thì mọi người có thể hầm trực tiếp cùng gạo cũng được, nhưng mà hầm lâu quá sẽ khiến thịt bị mềm nát, không ngon, lại dễ bị mất chất nữa. Sau đó thì mình sẽ băm nhỏ thịt hoặc là cho vào máy xay. Cả phần đậu xanh, hạt sen mình cũng cho vào xay nốt. Mục đích là để đậu và hạt sen được mịn và mình lược được cả cái phần vỏ để khi ăn cháo không bị sát, ăn dễ mắc ở cổ. Cháo cũng đã chín, mọi người thấy có nhừ ngon không? Lại rất là thơm nữa. Mình sẽ cho vào nồi, đun sôi lại cho các cái nguyên liệu hòa đều vào nhau. Nếu mà đặc thì có thể thêm vào một xíu nước để cháo sánh vừa hơn. Bé nhà mình bị sốt nên là nấu cháo cho con không thể thiếu lá tía tô. Tía tô sạch nhà trồng, mình cắt một ít rồi rửa sạch, thái băm nhỏ. Mình cho vào nồi đun sôi luôn, nêm nếm lại cho vừa. Mình đã được một nồi cháo bồ câu rất là ngon, sánh mịn, ăn lại cực kỳ bùi nha. Lại bổ dưỡng, giúp cơ thể nhanh phục hồi, tăng cường miễn dịch nữa. Bé bị sốt được làm dịu cơn sốt tốt hơn, mau khỏe, lại cân hơn. Mọi người mà có bé đang bị sốt hoặc là muốn bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho cả nhà thì nhất định phải nấu món cháo này nha.